Em tên là Đào Thu Hiền, năm nay 25 tuổi, mới lấy chồng được 3 năm mà chán chồng vãi cả ra. Chồng em tên là Vũ Gia Huy, năm nay 30 tuổi. Xét một cách tổng thể thì ông chồng em không có cái lỗi gì lắm. Hàng tháng vẫn đưa 8 triệu tiền lương với cả thưởng cho vợ. Nhìn chung thì khá là chiều vợ, thương con. Hôm nào nghỉ thì đưa con đi chơi hoặc đưa về nhà ngoại. Vì thế bé bống nhà em cuốn cả bố lẫn mẹ Mà xem chừng con bé yêu bố hơn Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói Nếu ông chồng nhà em không có tính lười làm việc nhà Và hay cọc cằn với vợ Buổi tối đi làm về Chỉ ngồi gác chân lên sofa Lướt tiktok rồi cười hô hố Còn em ở nhà làm may đo quần áo thời trang Thường là chỉ khi con đi lớp thì mới làm được Chứ nó mà ở nhà thì chịu Hoặc là nó ngủ mà có tiếng máy kêu thì cũng dậy mẻ nheo thế nên nhiều hôm gấp quá em phải tranh thủ cắt vải ban đêm để sáng ra may cho khách thành ra bữa tối muốn cơm nước dọn dẹp cho nhanh nhưng mà ông chồng thì cứ ngồi thù lù một đống không giúp còn nhỏ ông chân mẻ nheo mẹ mẹ bế con em bực mình quá quát con bé ra với thằng bố mày đi con bé giật mình khóc toáng lên còn ông chồng thì mắng em làm cái gì mà quát con thế nó còn nhỏ mà to tiếng, để nó sợ lại làm ảnh hưởng tâm lý. Mà vợ ở đâu lại có cái loại thái độ với chồng thế? Em đang bực mới nói lại. Con anh thì anh biết sót, sao cứ về là ôm cái điện thoại, không bế nó hả? Tôi vừa nấu cơm, vừa bị nó no quấy, ai mà chịu được? Huy giận dữ, bế thốc con gái lên rồi mắng em. Tôi đi làm về, cả ngày mệt mỏi, lướt mạng một chút cô đã kêu ca. Làm vợ làm mẹ thì phải biết thương chồng yêu con chứ. Nấu có bữa cơm mà khó chịu như vậy, thả tôi đi ăn cơm ngoài hàng cho rồi. Em cũng chẳng vừa đáp lại. Ừ, vậy thì anh đi ăn hàng mãi đi. Tôi chỉ cần anh đưa đủ tiền nuôi con là được. Ở cái xóm này, á mình anh là đàn ông đấy à? Mình anh biết kiếm tiền à? Anh xem, mấy ông chồng quanh đây, có ai đi làm về là chỉ ôm cái điện thoại như anh không? Chưa kể, tôi cũng đâu có ở nhà nấu mỗi bữa cơm đâu. Chồng em mặt đỏ, hầm hầm gắt lên. Cô chống mắt cho kỹ mà ngó sang hàng xóm ấy. Những thằng chỉ biết ôm chân vợ với bế con thì chả thằng nào nên hồn cả. Nói xong, ông chồng bế luôn con gái ra ngoài đi ăn hàng thật. Em ở nhà cũng ấm ức không nuốt nổi. Kết quả, món thịt bò xào ớt chuông của em còn nguyên nằm lạnh lẽo trên bàn úp lồng bàn để đó. Đến 8 giờ tối, ông chồng cũng bế con gái về. Vừa tới cửa, Huy còn nói chuyện với bé Bống kiểu cà khịa, cốt là để trêu tức em. "Con gái của bố hôm nay ăn ngon nhỉ? Bố con mình cứ thế này cũng vui đấy con nhỉ? Bố không để bóng của bố đói đâu." Con bé thích chí, ôm cổ bố nó cười khanh khách. Em bực quá, nhìn chồng con một cái rồi lại vờ như không hay. Sau khi Huy đặt con xuống thì em bế bé, bé Bống dỗ cho nó ngủ. Lúc xuống bếp, thấy có một túi giấy in nhãn, bánh gối bà hoa. Đoán là chồng mua về cho mình, nhưng em chả thèm động. Đến khi đi ngủ thì cũng mỗi đứa một góc và bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh. Sáng ra Huy vẫn đi làm sớm, còn em dậy đưa con đi học rồi về dọn dẹp, sau đó may đồ trả khách. Cả mấy ngày trời, hai vợ chồng chẳng nói gì với nhau. Hai hôm đầu em còn nấu cơm phần chồng, nhưng ông chồng quyết đấu đến cùng cũng không ăn thế là em cũng chẳng nấu nữa mà chỉ hầm cháo cho con còn mình thì ăn bánh mì qua quýt tóm lại là bọn em ở hai đầu chiến tuyến việc anh anh làm việc tôi tôi làm cho tới ngày thứ năm khi đã chán cơm đường cháo chợ thì huy nói em không nấu nướng gì à em đáp lại thẳng tưng anh không ăn em không ăn thì nấu làm cái gì chồng em là thế đấy hết giận thì bắt chuyện chứ không bao giờ làm lành, nịnh nọt hay là xin lỗi. Mà chính em cũng thế, cũng chả thấy mình sai ở đâu cả. Huy lại nói, Thôi, đừng có vênh vênh cái mặt như thế, em đi nấu cơm đi. Em liền đi vo gạo để cắm cơm, nhưng vẫn còn lèm bèm trách chồng. Anh xem anh Quý, anh Quang, anh Hùng ý, mấy người đó đều giúp vợ làm việc nhà, nên gia đình luôn vui vẻ. Đấy, anh Hùng nghe bảo, làm giám đốc, thay mà về nhà cũng một phép, anh nên tự nhìn nhận lại bản thân mình đi, đi về nhà chịu khó trông con cho em nấu cơm, chúng ta mỗi người một công việc, phân công nhau ra mà làm cho tròn trách nhiệm. Chắc không muốn lại một cuộc khẩu chiến, nên dù không vui, nhưng chồng em vẫn đáp lại. Anh biết rồi. Sau đó Huy chủ động mở tủ lạnh, lấy thịt ra thái, được một lúc dường như nhớ ra điều gì đó, hoặc bị em so sánh với mấy ông chồng nhà hàng xóm mà hậm hực nên nói em có chắc là mấy ông hàng xóm nhà mình chuẩn cả chứ đừng có nhìn ngoài thấy dưa to mà khen ngọt đúng là đàn bà chỉ luôn đứng đèo trông núi ước ao những thứ của người khác còn của mình thì xem thường em lườm chồng một cái rồi hỏi lại ý anh sao anh lại nói anh cá với em là mấy bà vợ của các ông ấy cũng như em thôi cũng cứ mong chồng họ được như chồng người khác nhưng mà ở trong chăn mới biết chăn có giận không ai là hoàn hảo cả cái cần là nên tự hài lòng nghe cái triết lý của ông chồng không phải là không có cơ sở thế nhưng em vẫn quyết giữ lập trường của cá nhân mà đáp lại nhưng với những khuyết điểm của mấy ông ý thì sao so được với anh phải gọi là không có cửa người ta hư một thì anh hư hai hư ba thì ai chơi lại anh huy lắc đầu ngao ngán nói với em sau căn bệnh thế kỷ mang tên con nhà người ta thì sẽ là căn bệnh chồng nhà người ta, một căn bệnh nhức nhối cho cánh đàn ông đấy. Hai vợ chồng em hồi mới cưới đi xem, thầy đã phán, có số khác khẩu, nếu không nhịn nhau thì thành cãi vã, gia đình không bao giờ yên được. Càng ngẫm em càng thấy đúng, bọn em như hai con châu chiến, biết là đồng loại nhưng vẫn quyết chọn đến cùng, dù cả hai có đều bị thiệt cũng nhất định một bước không nhường. Mẹ chồng em hay nói Ngọ vi hợi là ngựa và heo Tưởng kỵ mà không kỵ Tưởng hợp mà không hợp Hai con không có gì liên quan mà tranh giành Nhưng mà cũng không cùng điều kiện sống Một kẻ tù túng Một kẻ tự do Hôm đó Vợ chồng em chỉ kết thúc cuộc tranh luận Khi con gái bi bô đòi ăn cháo Đúng là chỉ có con bé Mới làm vợ chồng em có điểm chung Mà hòa hợp Một tuần sau chị hàng xóm giáp nhà em tên là quyên mang cho em một quả mít dưới quê ngoại nhà chị gửi lên em cũng giữ chị ở lại rồi mang bánh giày của bà nội bé bống gửi cho mời chị ăn chị cứ tấm tắc bà nội nhà cô khéo nhỉ bánh giày thuần túy từ nếp nhưng mà không dễ làm đâu đấy bà khéo vậy nên mới dạy được người con trai như chú huy ai lại vừa tốt tính vừa thương vợ con không la cả quán xá em cười rồi đáp lại khách sáo. Anh hùng nhà chị mới là giỏi, ý. kiếm tiền mang về cho chị đâu phải là ít, rồi lại chịu khó bế con. Chị Quyên bĩu môi. Chán lắm cô ơi, thỉnh thoảng mới về nhà sớm thì chả nhớ con mà muốn bế, tiền bao nhiêu đưa hết, nhưng mà tuần 7 ngày thì 4 ngày đi nhậu, tôi chán chả muốn nói. Em đáp lại. Chán như chị thì em cũng muốn chán. Anh ấy đi nhậu với khách hàng mới có hợp đồng mang tiền về chứ chị chị hàng xóm vẫn một mực khen chồng em tốt, còn em lại tỏ ra ngưỡng mộ chồng chị ấy. Từ khi chị quên về, thì Huy mới nói với em, "Đúng là trong chán ngoài thèm." Em lườm chồng một cái rồi hỏi lại, "Thế nào là trong chán ngoài thèm chứ? Anh xem, cả cái khu này chỉ có mỗi vợ chồng mình là hay cãi cọ, nhà người ta một tiếng động cũng chả có." Huy lại tỏ ra hiểu biết mà nói, "Những thứ càng bình yên ấy, thì bên trong lại càng tệ hại. Trước bão rông, lúc nào biển trả lặng. Đáp lại với một ý chí không khoan nhượng, em nói. Anh chỉ giỏi múa mép thôi, anh sợ mình kém hơn người ta, nên cứ dìm người ta xuống, có phải vậy không? Huy cười khinh khỉnh đáp. Em đúng là cô ngốc, vẫn còn non và xanh lắm. Để rồi xem, đến một lúc nào đó, em sẽ phải ngã ngửa với các anh chồng idol của nhà hàng xóm. Tới lúc đó, thì đừng có ôm chân anh nịnh nhá. Em bĩu môi. Còn lâu nhá, anh cứ được như họ thì em mừng. Anh cứ tự tin thái quá nhỉ. Những tưởng chuyện chỉ là vu vơ thôi. Thế nhưng có ngày, em được mở rộng tầm mắt thật. Hôm đó là buổi tối muộn, cỡ 10 giờ. Do em vội vàng mang áo trả khách để hôm sau đi tiệc. Thế nên dù chồng nhất quyết ngăn cản, thì em vẫn quyết đi. Cũng bởi vậy, em vô tình biết được chuyện nhà hàng xóm để rồi sáng mắt ra. Khi ấy, đi trên con Vision, em thẩn thơ phi trên đường, thì gặp chị Quyên, lách tha lách thách đi bộ với dáng điệu rất thảm hại. Em lúc đầu không nhận ra chị hàng xóm nên lướt qua. Thế nhưng dưới ánh đèn cao áp, xối vào mặt người đi bộ, làm em giật mình nhận ra chị Quyên, mà phanh xe lại hỏi thăm. Ơ ờ, chị Quyên, chị đi đâu? Không đi xe máy hay gọi Grab mà đi? Cứ đi bộ cho khổ thế. Chị Quyên như kẻ mộng du Chẳng còn tỉnh táo Em hỏi mà chị ấy cũng không biết gì nữa Cảm giác lúc ấy như bị ma làm ý Em dừng xe rồi chạy lại giữ chị Rồi gọi lớn tiếng Chị Quyên chị sao vậy Bị em lắc mạnh Chị mới giật mình Mà như bừng tỉnh hỏi lại Ơ ờ, cô Hiền à Em lo lắng hỏi lại Chị bị làm sao thế Trông chị như người mất hồn Làm em sợ quá Chị Quyên lại có ý né tránh câu hỏi của tôi Mà trả lời kiểu chung chung Chị ý có sao đâu Hôm nay có hướng đi dạo thôi Em nhìn lại chị hàng xóm Với dáng điệu chẳng thảnh thơi Như đi dạo trên đường Rồi hỏi lại Chị ý đi dạo á Hay là đi hành xác thế Chồng chị tiêu điều quá Anh hùng đâu Hay là giận dỗi chồng Mà ra đây cho đỡ bực đấy Không ngờ câu chuyện mang tính phỏng đoán của em Lại đánh trúng trong tâm Khiến chị Quyên gục ngã lúc này chị Mỹ òa khóc nức nở mà than với em hiền ơi chị khổ quá em ạ à. em ôm chị vỗ nhẹ nhàng sau lưng như dỗ dành một đứa trẻ rồi hỏi có chuyện gì thế chị kể cho em nghe chỉ ít thì sẽ nhẹ lòng hơn vậy là chị quyên bắt đầu kể anh hùng có bồ em ạ à. con danh ấy là nhân viên quán hát lúc mới đầu anh ấy quen vì đi chơi anh hùng gọi nó ra phục vụ thôi sau rồi quen nhau mà sấn vào đến nỗi không dứt ra nổi. Em ngạc nhiên hỏi lại, em thấy anh ấy yêu vợ thương con lắm cơ mà, nhưng sao chị lại biết anh ấy có bố? Chị Quyên vẫn khóc nức nở rồi nói, đúng là anh ấy có thương con, thường ngày đối xử với chị cũng không tệ, nhưng mà gia trưởng lắm, không có bình quyền như chồng em đâu. Trước chị nghi ngờ anh Hùng có bồ Nên hay cầm điện thoại kiểm tra Anh ấy lại mắng chị đàn ông là chủ gia đình đàn bà lo tề ra nội trợ cái kiểu ở đâu lại kiểm soát chồng như thế chị khi ấy nhu nhược nghe anh ấy mắng thì sợ hãi thôi luôn cái ý định xem điện thoại của chồng cho tới khi cái con danh mất dạy ấy dám lấy số điện thoại của chị rồi nhắn tin thách thức chiêu ngơi chị chị mới giận quá mà chất vấn chồng lúc đầu anh hùng cũng giật mình đỏ cả mặt nhưng sau đó lại nạt lại chị đàn ông ra ngoài ong bướm một chút thì có làm sao miễn tôi vẫn có trách nhiệm với gia đình tiền nong đưa cô chi tiêu không thiếu thốn là được vậy là chị lại ngập đáng nuốt cay để cho con một mái nhà cũng là bởi vì chị nhu nhược không tự chủ được sợ rằng ly hôn thì sẽ ra sao thế nên không dám làm mạnh tay mà mắt nhắm mắt mở để sống thế nhưng chị càng nhún nhường thì anh hùng lại càng không biết điều anh ấy nhắn tin cho con xanh kia ngay cả khi ở cạnh chị Chắc chỉ còn thiếu cách ôm hôn làm tình trước mặt chị thôi. Thực sự là chị giận bầm gan tím ruột. Nói đến đây, chị Quyên lại khóc đến không cất thành lời. Những tiếng rưng rưng cứ mãi mỗi lúc thêm thổn thức. Câu chuyện chị kể thật làm em mất niềm tin vào đàn ông vơi đi đến một nửa. Thật không ngờ một kẻ đạo mạo em ngưỡng mộ lại thực chất rất quá quắt. Chờ chị Quyên bình tĩnh hơn thì em mới hỏi. Thế còn hôm nay Anh ấy lại làm gì Để mà chị lại thất thần như vậy Chị Quyên lại tiếp tục tâm sự Hôm nay con xanh kia Nhắn tin nói với chị Coi giỏi tới đây mà lôi chồng về Chồng chị đang ở với tôi Tại số 55 đường Vĩnh Phú này Điều đó đã vượt quá sức chịu đựng của chị rồi Nên chị quyết tâm đến tận nơi Để cho nó một trận Nhưng mà đến nơi Thì anh Hùng vừa lên xe đi mất dạng Cô ta lại mỉa mai chị sao chị như con chó bị xua đâu sủa đấy nhỉ không bắt được tận tay chị làm gì được tôi mà có bắt được tôi cũng chẳng sợ chị nhục nhã quá gọi điện nói anh hùng anh ấy lại mắng chị ngu cho dại mặt anh ấy còn thách thức chị dám làm gì bây giờ chị cay lắm rồi muốn cho đôi cấu nam nữ ấy một trận em thở dài ngao ngán thế chị định làm thế nào chị quyên lại đề xuất hay cô giúp chị đi Tối mai úp sọt Đập cho con điếm kia một trận Còn thằng chồng chị thì kệ mẹ nó Nó cũng không dám đánh chị đâu Em đã có kinh nghiệm Cùng bà chị họ đi đánh ghen Nên lại đưa ra ý kiến Bây giờ thế này nhá Chị đừng vội vàng dùng vũ lực mà thiệt thân Trước hết cứ bình tĩnh Coi như nhịn nhục như cũ Sau đó lấy bằng chứng chồng chị và con kia ngoại tình Rồi đánh cho nó một trận Phần anh hùng thì dọa đưa ra công ty Anh ấy quan trọng sự nghiệp sẽ sợ ngay chị ạ à. chị quyên mừng như bắt được vàng vội vã đồng ý ừ chị dối quá chả biết phải làm sao cô giúp chị với mọi việc chị trông cậy và cô chỉ dẫn em đáp lại nhưng mà em làm thế này không giải quyết dứt điểm được đâu nếu mà đi hôn thật thì chị tính thế nào bao nhiêu phần thắng thuộc về chị rồi con cái thế nào chị chị quyên suy nghĩ một lát rồi trả lời Chị sẽ lấy chứng cứ ngoại tình Làm điều kiện ép anh Hùng Phải nhường quyền nuôi con cho chị Nhất định chị không chấp nhận chuyện xa con đâu Em gật đầu rồi nói Vâng Nhưng trước tiên chị phải về nhà đã Tội gì phải tự làm khổ mình thế chị Lên xe đi em trở về Chị Quyên cũng trẻo lên xe luôn Mà cảm ơn em dối rít Trên đường về Em cứ suy nghĩ mãi Hóa ra chồng nhà người ta thực chất Cũng chẳng hoàn mỹ như em thấy em về nhà nhưng không nói gì cho lão chồng nhà em biết để tránh gã ta thấy thế sinh kiêu. Nhưng mà em cũng nghĩ sẽ quyết phải giúp chị Quyên đòi lại công bằng. Việc này em cũng đã nói rõ với chị ấy là không ai biết nữa, cũng là theo ý chị ấy để khỏi mang tiếng. Thật chẳng ngờ anh hàng xóm đẹp trai, đa tài lại thành ra thế này. Chiều hôm sau, nhân lúc Huy tan ca chưa về thì chị Quyên sang nhà em bàn bạc kế hoạch Chị nói Em nghĩ chị phải làm gì mới đôi mèo mả gà đồng kia Chị nghĩ chứng cứ thì không khó tìm đâu Nhưng mà bây giờ thằng chồng chị lại khóa điện thoại mất rồi Biết bọn chúng liên lạc mà không làm sao tóm được tin nhắn qua lại Em dừng máy may lại rồi trả lời Chị thuê hacker đi Nếu Facebook bảo mật chưa tốt thì chỉ mất khoảng một triệu là hack được thôi Chị Quyên đôi mắt long lanh, sáng ra cứ gật gù Ừ, để chị ý liên hệ cậu em xem. Nghe nói bạn nó chuyên xử lý mấy cái chuyện về Facebook này. Em lại hỏi, thế sau đó chị định làm gì? Chị Quyên quả quyết. Việc đầu tiên thì chị cho oánh cho con danh kia một trận đã. Sau đó thì tính tiếp. Cái này cô giúp chị nhé. Em tỏ ý lo lắng. Mỗi em với chị á, làm thế không an tâm. Phải có độ chị em bạn gì chứ. Mà chúng ta phải rút kinh nghiệm của mấy chị trước Bọn mình đánh úp cho nó một lần cho nó sợ Không gây thương tật Không công khai trên mạng xã hội Chị ấy nhìn em không chớp mắt Lúc lúc Cái đầu lại gật gù Như em là một nhà diễn thuyết tài ba vậy Khi em dứt câu Chị ấy mới nói Chị trước giờ Hay thân với cái hoa Vợ cậu Quang nhà ông Minh đầu ngõ ấy Có lần Nó đi đánh ken với chị gái nó Nó cũng kể với chị Xem chừng nó ghét cái giống vụng trộm lắm. Để chị nhờ nó giúp xem sao." Em đáp lại, "Nhờ ai thì tùy chị thôi, nhưng chị suy nghĩ cho kỹ, nếu ba đứa mình cùng làm thì khi chuẩn bị hành động sẽ bàn bạc bà cụ thể với nhau." Chị Quyên cũng vui vẻ nói, "Ừ, cảm ơn cô, cũng may cô ngoài cuộc nên sáng suốt bảy mưu cho chị. Nếu như mỗi mình chị thì chắc là chị chịu thua mà nhún nhường bọn ấy mãi." Nhờ có cô thì chị quyết phải thay đổi bản thân nhất định phải mạnh mẽ hai hôm sau vào buổi chiều vợ chồng em đang ngồi nói chuyện huy bảo anh thấy em dạo này không khen ông hùng nhà hàng xóm nữa nhỉ thế nhưng mà lại thân với bà quyên gớm có phải bà ý lại nói xấu chồng cho em nghe không nên em vỡ mộng rồi phải không em vẫn một mực ngoan cố phủ nhận đâu có chẳng qua là khen mãi cũng nhàm rồi em sợ bị anh so sánh nhiều quá cũng khó chịu mà vợ chồng lại xích mích thôi huy vênh mặt trêu ngươi em trở nên hiểu chuyện và biết điều từ khi nào vậy Hà hiền có phải hôm qua em bị bà thần kinh nào ngoài đường đập búa vào đầu không hoặc là trừ khi em mới bị ngã à bị chồng cà khịa em giận quá nên lỡ lời kể này anh hâm à chẳng qua là em mới biết được cái mặt thối nát của ông hùng nên hơi thất vọng thôi. Huy reo lên. Đấy, tôi biết ngay cái mặt của bà mà. Nếu không vỡ mộng, thì đời nào bà ngừng tôn thờ ông chồng thiên hạ mà chồng mông với chồng bà? Dù là bị hớ, nhưng em vẫn cố vớt vát chút liêm sỉ mà đáp lại. Thôi đi ông, người ta có chút tật xấu, nhưng mà vẫn hơn ông chán. Tôi thương tình không muốn chồng mình phải tổn thương, nên mới không nói nữa. Thế mà ông cứ tưởng bở Chồng em cũng không nhịn Mà còn tra xét cho bằng được Vậy em nói xem Cái tật nho nhỏ của ông Hùng là cái gì? Để Huy khỏi thắc mắc Và không để lộ chuyện Nên em lại bịa ra lý do Thì chị quên kể Ông này có cái tật lười tắm Ai lại có khi hai ngày mới tắm một lần chứ Sáng ra Chỉ thay quần áo rồi đi làm Thảo nào mỗi lần gặp Lúc nào cũng thơm phức cái mùi nước hoa Tưởng lịch thiệp thế nào ai rè để che mùi hôi. Đúng là đàn ông tốt đến mấy, cũng có điểm xấu. Bây giờ mới là mùa thu thôi. Liệu mùa đông, ông ấy có tắm theo lịch tháng không nhỉ? Chồng em cười ngặt nghẽo rồi đáp lại. Thế nào? Cứ nghĩ xem, đêm nằm rúc vào nách cái thằng chồng hôi rình, xem có ngủ ngon không? Em tưởng lấy thằng chồng sạch sẽ, chăm tắm, không hôi nách như anh mà dễ đấy à? Đấy, bà quên mơ cũng không được nhá đúng là kẻ ăn chê ngấy kẻ thấy khen ngon đàn bà đúng là đàn bà tham vọng viển vông em cãi lại anh nói cái gì cơ anh coi thường đàn bà phải không đừng có tự coi mình là bề trên không có đàn bà thì đàn ông chui ở đâu lên thấy em căng nên huy lại được thể nói đấy động tí là nhảy đổng lên rồi ai đã dám làm cái gì mấy bà mà hở một chút là cãi ngang cái câu ai đẻ ra đàn ông vì không muốn lại có cuộc xung đột nên em im còn chồng em cũng im nhưng tới lúc sau hắn ta lại hỏi này mấy bà làm đại hội nói xấu chồng thế bà quên chơi chồng bẩn thế mẹ trẻ của con nói con thế nào em lại được dịp trêu tức thì em nói anh không chịu bình đẳng vừa giỏi bắt nạt vợ biết em bông đùa nên Huy lại cười tít mắt. Đang khi ấy thì chị quên sang, thấy cô chồng em ở nhà, chị lại nói sang chuyện khác. Cô Hiền à, chiều nay bà ngoại cu tít gửi cho ít khoai với sắn, ngon lắm đấy. Tối anh Hùng lại nói tiếp khách về muộn nên chị không ăn cơm mà luộc món kia ăn. Tí nữa cô sang đánh chén với chị cho vui, có cả cái hoa nữa. Em biết ý đáp lại. Vâng, tí nữa ăn cơm xong em sang nhé. Chị Quyên sau đó trả mấy câu rồi về. Tối hôm ấy em lấy cớ sang đàn đúng. Lúc em tới thì có cả hoa rồi. Chị Quyên thấy em thì mừng như mẹ đi chợ về. Chị reo lên. Cô Hiền đây rồi. Chị với cô Hoa cứ chở cô mãi. Hoa cũng nhanh nhở Chị vào đây. Chúng ta tìm phương án tác chiến. Nhất định không cho chúng nó thoát. Chị Quyên lại khoe. Những bằng chứng thế này đã đủ chưa em? lúc ấy em phải cản bọn họ lại mà đáp lại Từ tù đã hai chị để cho cái thân xác này được nghỉ ngơi đã nào hai người họ lại im lặng cho tới khi em hỏi lại quyên chị đưa em xem bằng chứng xem nào chị quyên lại đưa ra cơ man nào là ảnh chụp màn hình của đoạn chat giữa chồng chị và bồ bọn họ xưng vợ vợ chồng chồng xem đến là xến sẩm kinh dị hơn cả mấy đứa trẻ trâu Chị Quyên lại đưa ra cả ảnh của con điếm đó mà nói về nó với cái giọng điệu khó chịu mà ngang ngang, chua chua như mẻ. Đấy cô xem, cái con nhãi nhép ấy nó còn gửi cả ảnh hở hang mát mẻ cho chồng chị. Cứ mơn trớn mời gọi thế này thì thằng nào chả ham. Ngạt nỗi, bọn này lại không biết điều. Đúng là khốn nạn hết chỗ nói. Em lật từng tấm ảnh với đầy những thế 18 cộng thì cũng nóng mắt thế nên em hỏi lại chị Quyên một lần nữa cho chắc chắn có đúng là chị muốn cho hai con người xấu xa kia một trận chứ chị Quyên quả quyết tất nhiên là thế rồi nhất định chị không tha thứ đâu chị phải cho ông Hùng biết trước tới giờ chị là chị nhịn chứ không phải là chị sợ ông ấy nếu mà ông ý không thay đổi thì vẫn làm như cách cũ đã nghĩ tới đó là chị ly hôn ép ông ấy nhường quyền nuôi con Kê Hoa còn làm sữ hơn nhưng là cô ả à, mới là người bị hại ôi chao thế còn nhẹ đấy em á em phải cạo đầu cái con đĩ cắt chim gã tồi thế mới hả lòng hả dạ các chị ạ à. em buột miệng chê một câu khiếp cô có máu hoạn thư thế đụng một cái là muốn cắt với muốn cạo muốn hoạn thế này có ngày chưa đạt được mục đích thì đã bị vạ thì khổ làm gì cũng phải nghĩ đến bảo toàn mình trước tiên chứ chớ có nóng vội nhưng mà cái hoa vốn là đứa nóng nảy nên nhảy dựng lên quát lại em. Chị ý hay nhỉ? Không phải cứ viết một tập thư giảng giải đạo lý rồi gửi cho lũ phò phạch tự biết nhục đấy à? Hay là đi kể công lao với mấy ông chồng chán đồ nhà thèm đồ thiên hạ? Xin lỗi, em chẳng sống cái kiểu văn minh như chị được bởi vì bọn họ xứng đáng. Nếu có biết nghĩ đã không đong đưa chồng người khác rồi. Nếu thằng đàn ông đã nghĩ cho vợ con thì đã không ngoại tình. Em từ từ giải thích. Cô hay nhỉ, ý chị ý là mình hành động có tính toán, kẻo lại không hay. Cuối cùng bọn ấy vẫn nhởn nhơ, còn mình thì bị hớ. Chị quên lên tiếng chốt lại. Thôi, hai cô bình tĩnh nào. Theo chị, cả hai đều nói có phần đúng. Các cô có lòng giúp chị thì chị mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ chúng ta nên bàn cụ thể hành động thế nào? Hoa lại xung phong. Để em gọi cho đứa em họ em đi cùng. Con bé nó tên là Nhung, lại là võ sư karate. Phòng khi ông hùng bên con kia mà đòi đánh lại thì mình nó cũng đánh gục được hai ông hùng ấy chứ. Em vẫn giữ quan điểm cũ, nhưng mà chúng ta phải hành động cẩn mật kín đáo, nếu có vi phạm pháp luật cũng dễ dàng né tránh những tội lớn." Chị Quyên lại nói, "Thế tối mai, bốn người chúng ta, bao gồm hai cô và chị, cùng cô em họ của cô Hoa đi dình đôi chim chuột đó." Sửa đánh con kia một trận nhé Ông Hùng lỡ ngớ tôi cũng sẽ cho một trận Em hỏi thêm Được rồi Nhưng mà chúng ta thuê taxi hay là đi xe máy hả chị Đi taxi hơi lộ liễu Mà đi xe máy thì không tiện lắm Hoa lại nêu ý kiến Chị không phải lo Con em họ em Nó có con Kia Morning Đi xe nó cũng được Chị quên chốt lại Được thế thì tốt nhưng mà cô đã gọi cho con bé đâu lỡ mai nó lại bận tự nhiên không thân quen mà nhờ vả nó nghĩ lại chị cũng thấy ngại hoa không đáp cô ấy cầm luôn điện thoại mà gọi cho ai đó mà em đoán là cô em họ mà hoa đã nhắc quả nhiên khi bên kia bắt máy thì hoa nói luôn nhung à chị hoa đây hôm qua chị kể cho em về bà chị hàng xóm nhà chị mà bị cắm sừng mà con bồ nó láo ấy Mai bà ấy muốn quay Rồi cho con xanh đó một trận Mày giúp được không Đi cùng bọn chị cho có đồng bọn Và lại cũng muốn mượn tay mày Cho gã chồng vài cước Để bớt bức xúc Bên cạnh em nghe tiếng cô gái Nói trong điện thoại rất nhỏ Ok hẹn trước nhá Em sẽ có mặt đúng giờ rồi cùng đi Hoa lại nói Nhưng mà còn chuyện này nữa Mày đánh con bốn chỗ Tới chở bọn chị đi nhá Bọn chị phải theo dõi hai kẻ đó từ khi về tới nhà con kia mới ra tay được Chứ bọn chị không muốn công khai ẩm ý Đầu dây bên kia Nhung hỏi lại với giọng điệu rất nhiệt tình Rồi Thế bọn chị có mấy người Mai mấy giờ Em đón bọn chị ở đâu Hoa nhanh nhẩu trả lời Chiều tan ca mới đến công ty đón chị Qua đầu ngõ đón hai chị hàng xóm nhà chị nhé Tổng cộng chị em mình có bốn người Nhung đáp lại Vậy hẹn gặp các chị vào ngày mai nhé Dứt lời, con bé cúp máy luôn. Còn Hoa quay sang nói với em và chị Quyên. Vậy là an tâm rồi nhá. Bọn em đều im lặng, tỏ ý hiểu rồi. Sau đó ba đứa lại ăn sắn với khoai vui vẻ. Rồi em và Hoa mới về. Mọi chuyện thế là xong. Khi em về đến nhà, thì Huy đã cho bé bông đi ngủ. Thấy vợ hớn hở cầm củ khoai luộc về. Chồng em lại hỏi. Làm sao mà sang nhà hàng xóm một lúc, lại cười tươi như quân ngô, được vàng thế chị quyên lại tẩm thuốc cười vào khoai đấy à em vẫn nửa đùa nửa thật đáp lại u trời ơi còn hơn bắt được vàng ấy chứ bắt được vàng lại chẳng vui như thế mà anh ăn khoai đi em mang về phần cho anh đấy huy tò mò hỏi thế là sao vậy là tiện thể em lại bịa ra một lý do để làm hợp lý hóa cho chuyến đi ngày mai à mai chị quyên với cô hoa dù em đi uống trà sữa Thế nên mai anh về sớm đón con Rồi trông nó nhá Chả mấy khi em được tụ tập Anh không nấu cơm thì order đồ ăn về Gà mạnh hoạch Hana Ở trên giáp bát nghe nói khá ngon đấy Huy không phản đối Nhưng anh cũng đáp lại với kiểu cà khịa Các bà dạo này vui vẻ Đàn đúng phết nhỉ Có khi nào rủ nhau đi nhậu không Em đang vui vẻ Nên mỉm cười không đáp lại Quả thực em rất mong đến ngày mai Hôm sau đến giờ hẹn, em cùng chị Quyên mặc bộ đồ thoải mái, đơn giản, cùng giày thể thao để hành động cho tiện, rồi dẫn nhau ra đầu ngõ, chở hoa và nhung. Cũng chỉ 5 phút sau, chiếc kia màu đen dừng trước mặt bọn em. Hoa mở cửa kính xe ra rồi gọi. Chị Quyên, chị Hiền, mau lên xe đi. Em và chị Quyên cũng mở cửa sau rồi lên xe. Đằng trước, Nhung vừa lái xe, vừa nghe nhạc rap với vẻ mặt lạnh lùng rất ngầu. Cả bọn em đến công ty của anh Hùng Rồi đi theo anh ta Cho tới khi anh này dừng xe trước cổng nhà con điếm kia Và con đó ống ẹo ra mở cửa Hoa dục chị Quyên Chị chị xuống xe hành động thôi Chị Quyên với khuôn mặt rất đau khổ mà nói Chờ chút đã Cho tới khi hai kẻ kia vào nhà Mười phút Thì chị Quyên mới nói Mấy đứa giúp chị nhá Chúng ta hành động thôi Thói đời chính là thế khi mà mọi chuyện đạt tới cao trào Thì khó mà hãm lại được Thế nhưng khi em và Hoa Định theo chị Quyên bước xuống Thì Nhung ngăn lại Hai chị đừng xuống Con bé còn kéo áo chị họ Khiến cái Hoa bị giật lại phía sau Em thì có chút bất ngờ nhìn chị Quyên Còn chị ấy cũng quay lại Mà dùng đôi mắt khó hiểu nhìn Nhung Nhưng mà với bản tính nóng nảy thường thấy Thì Hoa lập tức chất vấn em họ Mày sao vậy Nhung đừng nói tới giờ mày lại lật kèo đấy nhá. Nếu mày không làm thì buông lời ra để bọn chị làm. Chị không ngờ mày nhát gan đến vậy. Nhung điểm tĩnh trả lời. Ý em ấy là hai chị ngồi yên trên xe này đi. Cứ để chị quyên bấm chuông xem bọn kia ra phản ứng thế nào. Sau đó chúng ta mới tiện thể lấy cớ mà tấn công chứ. Bởi em nghĩ với tính háo thắng và vinh váo của con mặt phụ khoa kia nó sẽ nhảy đông đổng lên và bật lại chính thất đấy em hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ đó của nhung không ngờ con bé nó có tư duy thông tuệ và thấu đáo như thế vậy là em cũng lên tiếng bênh vực nhung nói phải lắm chị thấy hợp lý đấy hoa nhìn đứa em họ với ánh mắt ngờ vực còn chị quyên lại nói ừ nhung nói cũng đúng vậy ba đứa chờ chị một lát nhé em gật đầu rồi nói nhỏ với chị chị bình tĩnh nhé hãy nhớ còn bọn em tiếp sức đừng có sợ Chị Quyên mỉm cười rồi bước về phía cánh cổng nhà con bồ của chồng. Bên trong xe, em và Hoa theo dõi chị hàng xóm từng bước, từng bước một. Riêng Nhung thì con bé nét mặt một chút cũng không thay đổi. Trên miệng nó bắn bài rap của Subai rất phiêu. Bật luôn công tác gật đầu, ngọt như cam vắt từng câu. Bên ngoài, bọn em lắng nghe từng tiếng động, sau bắt đầu khi chị Quyên bấm chuông, cửa khoáng nó kêu. Reng reng từng hồi, Lát sau có tiểu tam đỏng đảnh mở cửa ra Nhìn thấy chị Quyên Nó lại dùng cái lời lẽ Mang đầy tính cả khịa Chị cũng biết đường đến đây tìm chồng cơ á Chị Quyên gắt lên Con mất dậy Tao chưa hỏi tội Mà mày đã xưng rồi à Mày không ngờ Có ngày tao tới đánh ghen có phải không Tao cũng chả thèm ghen Mà chúng mày ép tao thôi Con kia vẫn với thái điệu kênh kiệu Và cái giọng điệu dẹo dẹo như muốn mơi đàn. Này, chị ăn nói cho nó cẩn thận nghe chưa? Đừng có tùy tiện chửi tôi mất dạy, thế là xúc phạm tới cha mẹ tôi đấy. Ông bà ấy không động chạm tới chị, thế nên chị dám cạnh khóe thì đừng có trách tôi. Còn chồng chị, đâu phải là tôi bắt cóc, là anh ấy tự dẫn xác tới đó chứ. Như thế không phải là do tôi cướp chồng chị, mà do chị không biết giữ. Chị Quyên rất máu chiến, cũng không biết do cơn giận mút trời hay do biết có bọn em hậu thuẫn chị ấy rất tự tin tát thẳng vào mặt con điếm kia rồi chửi mẹ con đĩ tao không những chửi mà còn muốn sạch mặt cái thứ đĩ thoã lăng loàn như mày lẽ ra tao không có ý động vào cha mẹ mày đâu nhưng mà bây giờ mày mặt dày vơ lấy thì dù có mặt ông bá ở đây tao cũng sẽ trách ông bá không biết dạy con để con gái mới nứt cái mắt danh ra đã đi làm đĩ con tuyết đây kia cũng đâu có vừa nó xông tới giật tóc chị Quyên Mà chửi lại Dám đánh tôi à Đừng tưởng con này hiền mà bắt nạt nhá Hai người phụ nữ giằng co nhau ác liệt Con xanh kia không hổ câu Gái đĩ già mồm Nó gào lên Anh Hùng Anh ra mà xem con vợ già xấu xí Xù ra như cóc chết của anh Đang đánh em bên này Anh hàng xóm le te chạy ra Vừa chạy vừa thét Có chuyện gì vậy Ba đứa bọn em cũng bước xuống xe, bắt đầu cuộc chiến với đôi gian phu dâm phụ. Ở trước cổng nhà con kia, anh Hùng bị mắc kẹt giữa hai người đàn bà, chỉ biết đẩy bọn họ ra, sẽ hét ầm ĩ. Hai người làm cái gì đấy hả? Thôi đi, dừng lại ngay, đâu còn phải trẻ con nữa mà đánh lộn. Con điếm kia lại gào lên ăn vạ. Anh xem, miệng anh thôn thớt nói, con vợ anh nó hiền lắm, nó không dám làm gì bọn mình đâu. Đấy anh xem, nó tới tận đây đánh tôi đi này anh còn trơ mắt ra nhìn hay sao thật không ngờ anh hèn hạ như thế anh hùng quát vợ cô về đi chúng ta nói chuyện sau cô học đâu cái thói làm xấu mặt chồng như vậy chị quyên chỉ thẳng vào mặt ông chồng anh có nể mặt tôi đâu mà tôi phải làm đẹp cái mặt của anh rồi ngập đáng nuốt cay chịu phần thiệt về mình chứ anh hùng không ngờ vợ mình lại có ngày nổi dậy như thế nên cứ ú ớ nói không nên câu mà cứ lắp bắp cô 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 điên rồi nhân tiện hai kẻ khốn kiếp ấy đang bất ngờ mà mất thế chủ động nên chị quyên vả liên hoàn cước vào mặt con bồ của chồng rồi mắng con đĩ này hôm nay tao không cho mày no đòn thì mất công tới đây quá con kia định đánh lại chị quyên thì chị đã đề phòng và né được cú tát của nó nhưng anh hùng lại mạnh tay đẩy vợ ngã ra lúc đó bọn em đã tới sát mặt anh hàng xóm và việc của nhung là đi vài được quyền con bé vẫn lạnh lùng như thế không nói không rằng một lời còn em và hoa thì cùng chị quyên xông vào đấm đá cào mặt con kia cho đã tay tới khi con đó không chịu nổi nữa mà khóc lóc cầu xin thảm thiết chứ không còn cái giọng mẹ thiên hạ như năm phút trước đó em xin các chị có gì từ từ nói dừng tay lại đi mà em van các chị chị Quyên lúc này lại lên tiếng, thôi đi hai đứa. Sau đó chị lại mắng nó. Sao? Tao tưởng là mày còn vênh váo như tấm gỗ mỏng giữa hè, bây giờ hết oai rồi à? Tao nói cho mày biết, gã chồng bộn bạc của tao ấy không bảo vệ mày được mãi đâu. Mày nhìn xem, hắn ta còn đang nằm ôm thân phòng vệ, không lo nổi cho mình cái kìa. Con bồ kia câm nín, nhung lúc này cũng đã dừng tay, bỏ mặc anh hùng ôm bụng nằm dưới nền gạch đỏ đau đớn. Tới khi bớt đau, anh ta mới lồm cồm bò dậy mà ôm chân vợ cầu xin. Quyên à, em bình tĩnh đi, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Dù gì mình vẫn còn là vợ chồng, xem nữa đối xử với anh như thế, rồi em còn rủ cả hàng xóm tới đây đánh ghen. Ngày mai anh nhìn mặt mọi người thế nào? Chị Quyên đáp lại đầy mạnh mẽ. Bây giờ thì chúng ta vẫn là vợ chồng, nhưng tương lai thì chưa biết thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ anh đáng phải nhận những thứ này anh vì sĩ diện lo sợ hàng xóm chê cười vậy những tổn thương tôi phải chịu thì sao anh đâu có đếm xỉa tới thế nên tôi sẽ khiến anh và con điếm kia phải trả giá đây mới chỉ là bắt đầu thôi anh hùng lại van xin em à xem mẹ thay đổi như thế em cứ bình tĩnh đi chúng ta sẽ nói chuyện chị quyên cười man dại giờ anh không đủ tư cách nói chuyện với tôi nữa Chị Quyên quay lưng rồi tiến đến chiếc xe màu đen của Nhung mà bước lên. Trên đó Nhung đã chờ sẵn. Em cũng nhanh chóng theo chân chị hàng xóm bước lên xe. Còn Hoa có vẻ chưa đã át tay nên trước khi rời đi lại xong phi vài phát đá vào con tiểu tam rồi mắng nó. Mày bị đánh ấy không phải vì mày cướp chồng thôi đâu mà là do mày láo nữa đấy. Lần sau thì chừa ngay cái thói đã cướp chồng thiên hạ rồi lại la làng đi khoe khoang đi nhá. Con kia ôm mặt khóc nước nở, không dám nói lại lời nào. Còn Nhung thì khó chịu, vì chờ đợi mà gọi chị họ. Mau về tôi chị Hoa, chúng ta không nên phí thời gian cho những kẻ đã không đáng nữa. Lúc này cô hàng xóm mới nhanh chân chạy đi đến bến chiếc xe mà bước lên. Còn Nhung cũng khởi động chiếc kia của mình mà đánh lái ra ngõ. Phần anh hùng như là tỉnh ngộ, anh ta chạy theo chiếc xe của bọn em chối chết, mặc cho xe đã lăn bánh anh ta vừa chạy vừa gọi quyên à em chờ anh nghe anh nói đã hãy chờ anh em nghe anh nói đã nào chị quyên ngồi lặng lẽ chất trầm mặc không một cảm xúc đương nhiên anh hàng xóm của em cũng chẳng thể đuổi theo xe ô tô mà bị bất đà rồi ngã xuống chỉ sau một đoạn ngắn bên tai em vẫn nghe tiếng con bồ kia mắng anh ta ở phía xa anh thật khốn kiếp khi trước thì bám với tôi nịnh nọt bây giờ lại dễ dàng rời bỏ tôi thế sao? Anh đúng là cái kẻ bạc tình. Sau đó thì bọn em chẳng quan tâm đến họ nữa, cũng bởi xe đã đi khá xa. Đi trên đường, chị Quyên bỗng nhiên lại nói. Chúng ta nhậu đi. Biết tâm trạng của chị không tốt, nên bọn em không đứa nào nữa phản đối. Nhung còn tỏ ra hào hứng, con bé liền nói. Đúng rồi đấy chị ơi, nhậu đi. Mùa này ốc đang ngon, mà uống rượu nếp thì khỏi phải bàn đảm bảo là quên sầu luôn em và hoa đồng thanh cũng được đấy thế là nhung lại đánh xe vào đường rẽ nhỏ miệng con bé nói vui vẻ để em đưa các chị đi em biết quán này ngon lắm đàn bà nên tự tìm niềm vui cho mình chẳng phải sống trong cái khuôn khổ đức hạnh mãi làm gì chị quyên bất ngờ đáp lại rất tiếc là chị biết cái chân lý này muộn quá phí bao nhiêu năm thanh xuân mấy đứa bọn em nhìn chị ái ngại sau đó cả bốn người vào quán, gọi tùm lum, ốc hương, ốc biêu, ốc vặn đủ loại. Nhung nâng cao chai rượu nếp, rồi rót vào bốn ly cho bằng nhau. Nó làm những động tác rất chuyên nghiệp, như dân nhậu thứ thiệt vậy. Con bé nói với bọn em. Uống đi các chị. Lâu lâu nhậu một lần để hiểu, rượu thì cay, mà nước mắt thì mặn thế nào. Cuộc đời này, thêm chút cay nồng mới đủ vị. Chị Quyên không nói, mà đưa ly lên miệng Làm một hơi nốc cạn rồi nhắm mắt kêu lên Ôi cha mẹ ơi Sao mà khó uống vậy chứ Em và Hoa cũng tò mò Đưa ly rượu lên miệng ngửi Kêu Hoa sau khi cảm nhận được Cái vị nồng của rượu Thì giật mình đưa ly xuống Còn em cũng lắc đầu vì sợ Thế nhưng con bé Nhung lại khích lệ Các chị cứ đưa lên miệng làm một hơi đi Uống được ba chén Thì thấy hơi rượu nồng ấm áp ngay Càng uống càng thấy dễ nuốt đấy Chị Quyên cũng nói Thử một lần cho biết đi mấy đứa Vậy là bọn em nghe theo Mà đưa ly rượu lên miệng Làm ực một hơi cho hết Cứ thế đến ba ly nữa Thì bọn em chẳng đứa nào sợ rượu Lần đầu tiên em biết nhậu cũng vui Đặc biệt là Nhung rất máu lửa Con bé hay cổ động Và hò hét mỗi lần nâng ly Một, hai, ba, dô Một, hai, ba, uống cứ thế khi chai rượu nếp đã cạn Và với em Mùi rượu không đáng sợ Mà thơm ngào ngạt Suốt cục thì bốn đứa chẳng ai hoàn toàn tỉnh táo Kinh Nhung đứng cả lên ghế hò hét Còn chị Quyên Cũng không còn chịu đựng được Mà buông bỏ bản thân Để bao ấm ức trong lòng Cứ bộc phát ra mà khóc lóc Rồi trách tên chồng đốn mạt Chị vừa cầm ly rượu Vừa kể lể với cái giọng điệu lè nhè Mẹ nhà nó chứ Ngày yêu nhau cho tới bây giờ Có hai mặt con Cũng đều là nhịn nhục nó Để rồi nó thành quen Nó vốn coi rằng Chịu đựng là bổn phận của phụ nữ Mà chị phải chấp nhận Định mệnh cuộc đời cay đắng thật Khi hoa đầu cứ gật gù Tóc rũ xuống qua mặt Không biết do đồng tình hay bởi vì say rượu Phần em cũng tránh choáng say Mà thấy trời đất quay quay Lâng lâng như chẳng còn là chính mình bữa nhậu chỉ kết thúc khi cả bốn đứa đã thấy không ổn em liền đề nghị chúng ta gọi taxi về thôi bây giờ đi xe không an toàn nhung giọng khàn khàn thế còn xe của em thì vứt ở đâu anh chủ quán dường như đã có kinh nghiệm xử những vụ thế này nên tham gia vào câu chuyện của bọn em mà nói em cứ để xe ở đây mai quay lại lấy sau khi đã thống nhất thì bọn em nghe theo anh chủ quán Và nhờ anh này gọi hai xe taxi Một xe để nhung về Còn một xe chở ba con đàn bà hư Là bọn em Đến khi về tới xóm Thì kia hoa về nhà đầu tiên Còn em và chị Quyên lếch thách Dắt nhau về Do nhà chị Quyên gần hơn nhà em Nên em phải qua nhà chị ấy mới về nhà Vô tình em lại chứng kiến Cảnh tượng hỗn độn trong cảm xúc của chị Quyên Đó là khi về tới cổng Thì ông chồng của chị đã đứng ở đó chờ thấy vợ anh hùng bất chấp hình ảnh và bỏ qua cả sĩ diện cũng như sự có mặt của em mà quỳ dưới chân vợ cầu xin anh biết anh sai rồi xin em tha thứ cho anh anh đã suy nghĩ rất nhiều và thấy bản thân mình quá sức tồi tệ anh xin lỗi em mong em vì con mà cho anh một cơ hội sửa chữa sai lầm chị quyên đang tức giận cùng hơi men trong người khiến chị nổi điên mà xông vào đấm đá, rồi mắng chửi chồng rất thậm tệ. Anh là cái thằng chó má, kẻ tệ bạc vong ân, thứ khốn nạn tàn nhẫn. Anh Hùng đứng im chịu trận, nhưng có lẽ trận đòn của chị Nhung vẫn còn dư âm, cộng thêm động tác vũ lực của chị Quyên, khiến anh ta nhắm chặt vì đau đớn. Thế nhưng miệng anh ta vẫn gắng gượng nói với vợ. Em cứ mắng, cứ chửi anh cho nhẹ lòng, anh đáng bị như vậy thậm chí là còn phải đáng chịu những gì hơn thế. Chị Quyên thì vừa đánh mắng chồng, lại vừa khóc tức tuổi, như là tự hành hạ chính mình. Em thì bối rối không biết phải làm sao. Một mặt, em phân vân không biết nên can chị Quyên, hay là nên bỏ mặc chị để chị tự giải quyết. Sau cùng, em lặng lặng bỏ về cho họ tự giải quyết. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao hôm sau, cả xóm biết được chuyện gia đình chị Quyên. Đến chồng em trong bữa cơm cũng hỏi Hôm qua các bà đi đánh ghen có phải không? Tôi thấy bà về nhà có mùi rượu Đã nghi nghi có chuyện gì rồi Nhưng mà nghĩ bà mệt Nên không hỏi để bà ngủ Em lảng sang chuyện khác mà nói lại Huy Anh nhiều chuyện thật đấy Ấy thế Nhưng mọi chuyện ở cái xóm nhỏ Không dừng lại ở đó Mấy hôm sau Ba đứa bọn em lại tụ họp Khi Hoa hỏi chị Quyên Chị giờ sao rồi? chị quyên đáp lại cùng với tiếng thở dài hôm sau chị gửi con rồi mời bố mẹ hai bên đến nhà và xả ra hết những gì bao năm qua đã phải chịu đựng và chốt lại một câu con muốn ly hôn ngay lập tức em tò mò lại hỏi thế mọi người phản ứng sao chắc ông bà nội bà ngoại sốc lắm nhỉ mà chị suy nghĩ kỹ chưa đừng vội vàng quyết định chị còn con cái nữa mà gia đình bao năm xây dựng không thể vứt bỏ dễ dàng được chị ạ à. chị quyên trả lời bằng cái giọng đều đều khi chị nói ly hôn thì hai bên bố mẹ cũng khuyên can nhiều còn lão hùng thì quỳ xuống chân chị mà cầu xin rồi hứa sẽ không làm gì trái ý chị nữa mà chị bực mình thì nói ly hôn chứ dễ gì tuy là không ly hôn nhưng mà chị nhất quyết khiến gã chồng tệ bạc phải khổ sở để trả thù bây giờ tiền nong chị quản hết rồi đầu tư làm ăn chị cũng sẽ tích góp cho riêng mình một phần kêu hoa thì nói với giọng đầy hậm hực phải em á thì còn khiến ông hùng sống không bằng chết ấy chứ chứ quản lý thôi thì nhẹ nhàng quá chị quyên lại cười rồi nói với cô ấy cô hoa chiều gọi con bé em họ của cô đến tiệm trà sữa uống nước cùng với chị nhé chị còn chưa có dịp chính thức cảm ơn mọi người rồi chị quay sang nói với em cả cô Hiền nữa nhớ phải tới nhá mấy chị em hẹn hò nhau cho vui chúng ta cũng phải có thời gian cho riêng mình chứ cứ hy sinh cho gia đình mãi thì thiệt thân quá em gật đầu đồng ý vâng ạ à, vậy chiều nay chị đi thì gọi em nhé em và chị đi cùng nhau chị Quyên cười tươi đáp ừ vậy quyết định như thế nhá lúc em về nhà thì huy nói với em dạo này em khác quá đấy đừng có quan tâm chuyện nhà người ta nhiều quá lo cho nhà của mình đi chả nhà ai là tốt đâu đàn ông trang hoa là không đúng nhưng mà mấy ai thấy gái đẹp mà không động lòng em bực mình cãi lại anh hay nhỉ anh nói thế bằng hòa đàn ông bọn anh chỉ tài biện minh cho nhau thôi thế đàn bà bọn em cũng thế thì sao liệu đàn ông có chấp nhận được không? Phụ nữ có thể khen diễn viên Hàn Quốc đẹp, có thể ngoái nhìn chàng trai khôi ngô trên phố. Thế nhưng bảo động lòng mà muốn tán tỉnh chiếm hữu thì ít con đàn bà nào làm thế. Vậy mà đàn ông lại cứ thấy đẹp là xà vào đò đưa là sao? Sự công bằng ở đâu ra? Huy nhăn mặt không giải thích mà trả lời em. Thì anh có nói là những người đàn ông đó là đúng đâu. Ý anh ấy là em nên dành tâm trí cho anh và con thôi miễn là anh không như anh hùng là được em muốn giao lưu với bạn bè anh không cấm nhưng mà đừng tham gia vào những chuyện tào lao của họ không khéo tự dưng mang vạ và thân như thế thì có phải mệt không em vẫn ngang ngạnh bảo vệ quan điểm của mình đã gọi là chị em bạn bè thì có gì cũng giúp đỡ nhau chứ anh nói thế thì đừng có suốt ngày ra giả với mấy chiến hữu suốt đời là anh em nhé hùng đuối lý nhưng vẫn cố nói với em anh chẳng chấp con người ngang ngược như em anh không thèm nói nữa nhưng mà tới lúc gặp rắc rối thì đừng trách anh khi đó anh cho em ngủ ngoài đường đấy nhé em bĩu môi anh dám câu chuyện chỉ kết thúc khi em đến giờ đón con và phải đi chợ nữa chiều tối em cùng ba người chị em ngồi ở quán trà sữa như đã hẹn cả bọn nói chuyện vui vẻ thì nghe tiếng bên cạnh có hai người đàn ông cũng uống cà phê ở đó người mập mạp với cái giọng ồm ồm hách dịch ra dáng quan xếp nói với tên thanh niên trẻ và gầy gò chú tính thế nào liệu có cho thằng quang ứng lương không thằng này làm lâu năm rồi anh cũng không muốn mất lòng nhưng mà trường hợp ứng lương kiểu này nó không đúng chẳng ai có thể cho nó ứng trước lương với kiểu đó cả kể cả công ty anh là công ty tư nhân cậu thanh niên trẻ đáp lại với giọng điệu nịnh bợ của kẻ dưới cái này anh cứ xem xét quyền hành là của anh chưa đứa tiểu tốt như em không dám có ý kiến ạ à. bên tình bên lý anh làm thế nào em cũng ủng hộ lão sếp lại hề hà đấy không phải ai cũng hiểu cho cái khó của sếp như cậu đâu nếu ai cũng như cậu thì tôi đỡ mệt thân ví như chuyện này chẳng hạn không cho cậu ta ứng lương thì quá đáng mà cho ứng thì tạo tiền lệ xấu đó là câu chuyện của bọn họ vốn dĩ chẳng liên quan đến bọn em thế nhưng cả em cùng chị quyên cùng nhung đều ngạc nhiên khi hoa lắng tai nghe câu chuyện của hai người kia một cách chăm chú với khuôn mặt hết sức nghiêm trọng chị quyên quay sang nói với cô ấy cô hoa sao mất tập trung thế hoa đưa tay lên miệng suỵt một cái ra hiệu cho chị quyên và bọn em im lặng để tiếp tục nghe câu chuyện của bàn bên cạnh lần này cậu thanh niên kia lại nói hay là để vẹn đôi đường anh không cho quang ứng lương nhưng anh cho anh ấy vay tiền nhưng mà em không hiểu gia đình anh ấy có chuyện gì mà cần tiền gấp tới nỗi nài nỉ xếp cho ứng lương như vậy chứ ông xếp kia xua tay rồi nói thế không được nói thật Tớ có quỹ đen Cũng là đủ để tiêu riêng cho bản thân Chứ ngoài ra Thì bao nhiêu tiền mụ vợ tớ giữ hết rồi Mà cậu ta lại nuôi bổ nhí Không hiểu rõ Con đó bắt được thóp của cậu ta Hay là có gì mà cậu ta cần tiền cho con đó Mà thôi Cậu đừng bận tâm Cũng đừng nói ra Cậu thanh niên Thảo Mai đáp lại Vâng ạ à. Sau đó hai người đó đi rồi Mà Hoa còn đam chiêu mãi khuôn mặt cô trông rất khó coi và đây là tâm trạng buồn rầu cùng sự giận dữ em liền lên tiếng hỏi cô hoa cô làm sao thế hoa nắm chặt tay tới nỗi cả tay đỏ ửng lên cô ấy trả lời em một câu như chút hết nỗi lòng ông ta là sếp của chồng em đấy nãy giờ em nghe người đàn ông kia nói đến tên quang lại cứ nghĩ rằng đó là sự trùng hợp bây giờ chính cô ấy nói như thế khiến em giật mình còn nhung cũng bất ngờ không kém con bé nói gì cơ thế là chuyện ông ta nói lúc nãy là anh quang nhà chị hả sao anh ấy lại đổ đốn như vậy chứ tội này không thể tha chị quyên cũng tham gia câu chuyện đúng là trên đời này đàn ông là cái loại bạc bẽo nhất đến ngay cả chú quang cô luôn đề phòng và quản lý như vậy mà vẫn mèo mỡ được thì chịu thật em cũng lựa lời an ủi Bình tĩnh nhá Hộ chị em luôn ở bên cô Chúng ta luôn là một nhóm Còn bé Nhung lại nêu ý kiến Các chị làm một trận nữa chứ Hoa sáng mắt lên và đề nghị Các chị em giúp em Trả thù đôi cấu nam nữ này nhá Hận này em không nuốt trôi được Bốn người đàn bà bọn em nhất trí cao Và quyết tâm giúp Hoa được toại nguyện Gì thì gì Nguyên cái tội nuôi bổ nhí Rồi lại lo cả tiền nong cho nó Dại gái thế thì không thể chấp nhận được Lúc sau Hoa lại ấm ức nói Mẹ nhà nó Con ở nhà cho ăn những thứ đắt tiền Nhiều khi không dám Cũng vì kinh tế vẫn còn chưa ổn định Lại mới ra ở riêng Thế mà thằng chết tiệt đó Lại còn đèo bòng bồ bịch vợ lẽ Đúng là không thể chấp nhận được Lần này em quyết ly hôn Chị Quyên lại khuyên cô ấy Bình tĩnh đã cô ạ à? Giải thích thế nào Thì tính sau Trước hết cô đừng có nóng vội. Chúng ta cần phải biết chính xác mọi chuyện là như thế nào. Chỉ ít cũng phải biết rõ con kia nó là ai, ở đâu chứ. Bây giờ chưa gì, đã ngửa bài thì không có bằng chứng. Lại mang tiếng là ghen bóng, ghen gió. Có phải lại ôm cục tức không? Hoa lại dở cái thói, nóng nảy đáp lại. Nhưng mà em bực lắm, làm sao mà em chịu nổi, xem như không? Em tính về nhà tra khảo hắn ta, thế nào cũng lòi ra cái bộ mặt tệ bạc dù có chối thì chắc chắn cũng phải có sơ hở em cũng tham gia vào câu chuyện mà nói với cô hàng xóm cô cứ nghe chị và chị quyên đi nghe câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng chưa bây giờ cứ làm như không có gì để từ từ điều tra về cái con tiểu tam kia đã đến ngay cả nhung cũng thấy lời em và chị quyên nói có lý mà khuyên chị họ hai chị ấy nói đúng đấy chị phải biết rõ con ấy là ai chứ cứ cố gắng nhịn một thời gian đi tới khi biết rõ nó từng chân tơ kẽ tóc thì em sẽ giúp chị hả giận chắc chắn bọn chúng không được yên lành với em đâu thế nên chị đừng có nóng vội mà rất dây động rừng hoa liền đáp lại nhưng mà chị phải làm thế nào chị quyên lại bày cho cô ấy như một người rất có kinh nghiệm trước hết cô cứ phải bình tĩnh đã bây giờ mà về nhà cứ vờ như là không hay biết gì đi. Nhớ là phải vui vẻ bình thường đấy. Đừng để chú Quang thấy có điều gì không ổn. Sau đó cô dình xem chú ấy có lộ sơ hở gì không, như là qua Facebook này, Zalo này. Cô tìm cách ăn cắp mật khẩu để vào theo dõi xem. Thế nào hai kẻ đó chẳng liên lạc với nhau. Sau khi biết chính xác nick của cô ta, thì cô nhớ chụp màn hình đoạn tin nhắn qua lại của bọn họ, rồi tìm tới tận hang ổ của bọn họ thôi hoa trả lời chị quyên nghe thì đơn giản như vậy nhưng mà đầu tiên là làm thế nào để có mật khẩu facebook zalo của hắn ta ấy chứ em cũng thêm lời mà đáp lại đương nhiên là phải thuê hacker rồi việc liên hệ cô cứ để chị lo giúp chị đã giúp chị quyên lo việc này mà hoa rất phấn khởi cô nàng díu dít cảm ơn mọi người ạ à. cũng may có mọi người sáng suốt giúp đỡ chứ kẻ hữu dũng vô mưu như em á thì chỉ muốn về nhà mà choảng luôn cái tên phản bội kia một trận rồi cha khảo hắn cho nhanh. Sau một hồi thì Nhung lại nói Vậy mọi chuyện quyết định vậy nhá Chị cứ bàn bạc đi Còn chị Hoa cũng y như mọi người làm mà dặn Khi có biến và cần hành động Thì alo cho em Em luôn sẵn sàng Em cũng muốn đấm cho chết bớt cái lũ đàn ông khốn nạn đi Chốt lại câu chuyện Rồi bọn em đi về Ba hôm sau hoa lại nhắn tin nói em qua nhà chị quyên có chuyện cần bàn biết cô ấy đã có thông tin gì đó của con bồ nên em cũng sang ngay bỏ cả bữa cơm đang sang sở mặc cho chồng mắng ăn cho xong bữa đi chưa nuốt trôi cơm đã đi đâu chỉ tài hóng hớt thôi em cũng chỉ cười rồi đi luôn huy nhịn em về ánh mắt bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn em sang nhà chị quyên với tâm trạng hồ hởi hỏi cái hoa có gì tiến triển hả cô Hoa Nói đi cho chị em cùng nghe với Lần này Hoa mặt đỏ tưng bừng Cô nàng uống một hơi hết cốc nước lọc Chị Quyên vừa rót Mà tâm trạng không khá hơn Đôi mắt trợn ngược rồi lại long lên sòng sọc Khiến em khiếp vía Đến khi chị Quyên nói Thôi nào bình tĩnh đã Hạ hỏa chưa nào Lúc này Hoa mới nói Em xem được đoạn inbox Của thằng chồng giả tạo của em và con đĩ mặt dày kia rồi. Mẹ nhà nó, thằng chồng em cứ một hai đòi cho tiền. Con này lại từ chối. Nó giả vờ thanh cao, làm thằng chồng em càng như bị mê hoặc mà nhất quyết cho tiền nó. Mà lại ngày càng nhiều, thế có điên không có chứ? Chị Quyên chen vào nói. Bọn ấy bây giờ nó kinh khủng lắm, nó chiêu trò cả đấy. Chỉ bọn đàn ông ngu si bị mắc lừa thôi. Nó cứ giả vờ cành cao, thì đàn ông mới càng muốn có nó chứ. Như bị quấy vào tâm can, Hoa liền đáp lại. Thì đó, thế em mới điên. Vợ ở nhà mua bộ quần áo mới thì nói mát mẻ. Em mua vừa thôi, chứ không mấy cái shop á, không có đủ người để ship. Mà không thì để anh xin luôn số tài khoản của mấy shop đó, rồi nói kế toán hàng tháng, gửi luôn lương sang cho họ. Em lại phải lượn lời cho cô hàng xóm hạ hỏa. Thôi, chuyện ấy bỏ qua đi, Thế túm lại là cô biết cái con trời đánh ấy là ai chưa? Để chúng ta tiến hành kế hoạch diệt phò. Không ngờ, Hoa lại giận dữ hơn. Cô ấy lại nói. Con đó với em á, chẳng có gì xa lạ. Đó chính là con người yêu cũ của Lão Quang nhà em. Nghe nói nó tham giàu nên đang yêu Lão Quang nhà em thì đùng một cái đi lấy Lão già Việt Kiều. Em cứ nghĩ Lão Quang phải hận con đó lắm. Ai ngờ Lão lại ngu ngốc cứ chăm chăm vào cái máng lợn cũ. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em cũng đã lường trước rồi, cuối cùng không đỡ nổi. Cái này người ta gọi là tránh trời không khỏi nắng. Chị Quyên nói với Hoa. Cô à, có câu tình cũ không rủ cũng tới. Không phải bỗng nhiên người ta nói thế. Nhiều khi không đến được với nhau nên họ cứ luyến tiếc. Cứ thử để cho thoải mái xem. Co ba bảy hai mốt ngày lại chán nhau rồi cạch mặt nhau không biết chừng ấy chứ hoa giận tới nỗi đỏ mặt tía tai gắt lên thì bây giờ em đang muốn thả xích cho chúng nó thoải mái đến với nhau đây em lại khuyên can bình tĩnh đi cô bây giờ chúng ta phải hành động chứ ngay ngày mai chúng mình phải theo dõi để lấy bằng chứng hoa như bình tĩnh cô ấy nói vậy mai chị đi giúp em nhé sau đó chúng ta cho bọn mèo mả gà đồng một trận hôm sau như kế hoạch định sẵn em và chị Quyên mặc quần áo kín mít, bịt khẩu trang, đeo mắt kính và đi trên con xe lít như ninja. Vừa tan sở, bọn em đã thấy cậu hàng xóm te te phi trên chiếc tơ quen thuộc. Cậu ta phóng xe nhanh như gió, khiến em mấy lần suýt bị mất dấu. Cuối cùng thì cậu ta rẽ vào con ngõ nhỏ và dừng trước một căn nhà rất đơn sơ. Vì đứng cách ở đầu ngõ tận 200 mét, tránh cho khuất để Quang không nhìn thấy bọn em mà biết bị theo dõi, nhưng chỉ cỡ vài phút sau, thì cánh cửa sắt được mở ra và có một người phụ nữ bế bé gái ra cổng đón quang. Dù không tận mắt thấy cây dung nhan của kẻ lăng loàn, thế nhưng bản thân em cảm nhận cô ta là một người phụ nữ khá xinh đẹp, dáng cao gầy. Còn con bé lại với từ mẹ nó quàng qua cổ chú hàng xóm nhà em bé. Bất giác chị quyên nói với em: này cô hiền, trông họ thân thuộc cứ như là một gia đình vậy Em giật mình hỏi lại Chị có cái ý nghĩ kỳ lạ vậy Chị cũng biết là họ ngoại tình cơ mà Trông cô ta không giống một người vợ yêu chồng đâu Mắt chị nhìn sao mà ra một gia đình vậy Chị Nguyên vội vàng phân bua Thì chị thấy con bé nó có vẻ yêu thương chú Quang như là bố ruột ý Cái cảnh đó giống hệt như nhà chị Mỗi khi anh Hùng đi làm về thì cô Hải đều đòi ôm cổ bố. Trong đầu em, những ý nghĩ không hay lại xảy ra, rồi em buột miệng nói với chị Quyên. Hay là con bé đó là... Em chưa nói hết câu, mà chị Quyên cũng hiểu ra vấn đề mà lại nói. Lẽ nào lại thế? Lẽ nào con bé là con của chú Quang? Em lại suy nghĩ tiếp trong giây lát rồi nói. Con bé đó, sàn sàn tuổi cút tít, ở nhà, mà cô ta lại là người yêu cũ của chú Quang, vậy có nghĩa là sao chị quyên cũng im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời em cái này khó hiểu thật nhưng mà theo lời cô hoa thì chú quang đã bị cô ta đá để đi lấy chồng già cơ mà thế thì con bé đó phải là con của lão kia chứ em không thể giải thích nổi cuối cùng thì đưa ra ý kiến thôi bây giờ cứ theo dõi rồi về nói lại tình hình với cái hoa đã còn làm gì tiếp theo sau thì tính sau chị ạ nếu có thế nào cũng là để gia đình bọn họ tự giải quyết chúng ta chỉ nên tham gia phần nào đó thôi chị quyên cũng đồng ý với em ừ và chúng ta cứ theo dõi tiếp đi vậy là bọn em lại tiếp tục chăm chú nhìn người hàng xóm quang vẫn không vào nhà đó cậu ta vẫn chỉ đứng ở cổng rồi sau khi thơm vào má đứa bé gái đó thì lại đưa cho người phụ nữ kia túm đồ rồi phóng xe đi luôn bọn em sau đó cũng để cho cậu ta đi một đoạn thì lại bám theo sau. Thế nhưng Quang mua một con vịt quay rồi về nhà luôn mà không sẽ đi đâu cả. Em và chị Quyên trên đường đều im lặng. Cũng bởi vì bọn em suy nghĩ về chuyện đó. Rốt cục bé gái đó có phải là con của Quang không mà cậu ta lại yêu thương nó mà không hận người phụ nữ kia. Mọi hình ảnh và suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu em. Tối hôm đó cả nhóm lại tụ họp. Chị Quyên báo cáo lại tình hình Chị và cô Hiền đã theo dõi chồng cô rồi Đúng là chú ấy có đến thăm mẹ con cô ta Và còn thân thiết với bé gái Con của cô ta lắm Hoa sồn sồn hỏi luôn Các chị còn nhớ địa chỉ của con đĩ đó chứ Em thay chị Quyên trả lời Đương nhiên là có chứ Không thì đi theo chồng cô làm gì Nhung cũng thêm lời Thế chốt lại Là bao giờ hành động đây Hoa đáp lại Ngay ngày mai Chị Quyên ra dáng thủ lĩnh rất điềm đạm và có những ý kiến mang tính quyết định. Chị nghĩ chúng ta cứ đến xóm nhà cô ta trước đi. Khi chú Quang đến đó thì chúng ta sổ tới bắt quả tang. Còn mọi việc thế nào thì để cô Hoa tự giải quyết. Bọn em đồng thanh hô to. Vậy cứ thế đi. Tới giờ hẹn, bọn em bốn người đi hai xe máy đến đó. Đúng như đã tính toán, trước đấy là Quang Thình Lình xuất hiện với túi đồ và lại đứng trước cửa gọi cô ta. Cũng như đã quen với điều đó, người phụ nữ ấy lại bế con ra cổng và con bé lại với để bá cổ quang cho cậu ta bế. Hoa xem tới đây thì giận dữ phi xe ra tới đó, còn bọn em cũng theo cô nàng. Sở Hoa quát lớn. Lũ chúng mày giỏi lắm, lại được cả đôi thích chơi cái trò ăn đồ dai không nuốt nổi, lại nhè ra rồi tiếc lại bỏ vào miệng nhai lại à? người đàn bà kia có vẻ xấu hổ thì đỏ mặt cúi xuống không dám ý kiến con bé cũng run tới nỗi không khóc nổi mà bám chặt vào quang còn quang cũng tái mặt sợ hãi và tỏ ra rất bất ngờ nhưng sau đó lại vội vã nói với vợ em nghe anh nói đã đừng vội vàng nhận định gì cả mọi chuyện em nhìn thấy hay nhận định cũng là do phỏng đoán của em mà thôi sự thật nó khác cơ hoa như bị kích động đến cực điểm cô ấy lớn tiếng quát chồng vậy anh nói xem cô ta với anh là tình cũ tại sao anh còn tìm đến chăm sóc lại cho tiền cô ta trong khi tôi là vợ của anh đã bao giờ anh cho tôi tiêu tiền thực sự thoải mái chưa dù tôi biết mình còn đang khó khăn nên không hề kêu ca nhưng anh lại đem tiền cho cô ta thì tôi không thể chấp nhận được con tôi sinh ra nó cũng là con của anh nhưng thằng bé cũng chưa bao giờ được anh chủ động mua một món ăn hay món đồ đắt đỏ nếu tôi không nhắc quang cúi mặt xuống rồi lý nhí đáp lại anh xin lỗi nhưng mà con bé thiếu thốn hơn con chúng ta anh hứa sau này sẽ cố gắng cho em và con cuộc sống tốt nhất em thông cảm cho anh được không hoa nghe những lời ấy thì thêm giận dữ cô ấy giang tay vả thẳng vào mặt chồng rồi mắng anh là cái thằng chồng khốn nạn là ông bố tồi anh dám mở miệng Nói thương con của tình cũ thiếu thốn Còn con của anh thì bây giờ đầy đủ à Quang mắm môi cố chịu đựng Cơn thịnh nộ của vợ Rồi bất chợt thốt ra Bởi vì con bé Những từ đó vừa thốt ra Thì cô người yêu cũ đã đưa tay Bịt miệng cậu ta lại mà nói Xin anh đừng nói gì cả Hành động này của cô ta Làm hoa nóng cả mắt Mà đạp cô ta ngã rúi rụi Quang vừa bế con bé vừa ngăn vợ lại rồi nói Em bình tĩnh Nghe anh nói đã Anh giúp đỡ Vi Vì con bé là con của anh Cô người yêu cũ bật khóc nước nở Còn Hoa thì sững sờ như chết đứng giữa trời Vì xét đánh Cả ba đứa bọn em cũng sốc Tuy đã nghĩ tới trường hợp này Nhưng nghe chính miệng Quang thừa nhận Khiến bọn em cũng thấy khó chấp nhận sự thật Cả đám bọn em đã có buổi bắt gian tình, thất bại thảm hại khi chưa làm ăn được gì. Cuối cùng cũng dối trí mà chỉ biết nhìn ba người bạn họ. Ôi thần linh thiên địa ơi, chính bản thân em cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. Bọn em còn đang không biết nên chuồn đi hay là cứ đứng đó chứng kiến chuyện này. Bởi vì lúc đó làm gì cũng dở và trong thế bí. Nhưng mà ngay lúc ấy, hoa lại sốc ngã vật ra như thân chuối đổ. Quang hoảng hốt Thả đứa bé xuống rồi đỡ vợ Cậu ta kêu lên Giúp tôi với Kinh Nhung để cho xe nổ máy Rồi nói với người anh rể họ Anh cứ bế chị ấy ngồi lên đây để em chở đi Bệnh viện cách đây chưa đầy một cây đâu Quang hoảng loạn không nói câu nào Mà chỉ biết nghe lời Còn em và chị Quyên cũng đi theo sau Hoa thực ra không có gì nguy hiểm đến tính mạng Chỉ là cô ấy cần được tĩnh dưỡng Khi em và chị Quyên đang ngồi ngoài ghế chở hành lang Thì Quang bước ra Và ngồi xuống bên cạnh bọn em Chị Quyên hỏi cậu ta Cô ấy tỉnh chưa? Quang gật đầu đáp lại Hoa tỉnh rồi Cô ấy đang chuyển nước ở trong phòng chị ạ à. Nhưng mà vợ em rất giận Và nói không muốn nhìn mặt em Chị Quyên lại khuyên Cô ấy đang sốc Chú cứ từ từ Lỗi cũng là do chú Lần này chú sai rồi Lo mà chuộc lỗi đi nếu không muốn cu tít cũng không có gia đình trọn vẹn như bé kia quang như muốn ỏa khóc cậu ta lại than thở chị ơi nhưng mà em có nỗi khổ riêng em không nhịn được tính tò mò cũng tham gia câu chuyện chú kể ra đây xem nỗi khổ của chú thế nào nếu đúng như vậy thì tôi sẽ tìm cách nói cho cô hoa hiểu mà tha thứ cho cậu quang đang ngồi khom lưng cúi mặt liền ngẩng lên quay sang em mà nói chuyện là thế này em và vi yêu nhau được 2 năm tình cảm vốn dĩ đang rất tốt đẹp thì bỗng nhiên cô ấy chia tay em nói là đi lấy chồng sau đó em nghe cô ấy lấy lão già nào đó giàu lắm thời gian sau lại có tin vi đã ra nước ngoài với ông ta khi ấy em thực sự suy sụp chính hoa là người động viên em cố gắng nửa năm sau thì em nguôi ngoai mọi chuyện và tiến tới với Hoa. Chính thức yêu nhau 3 tháng thì em đặt vấn đề cưới luôn vì em sợ đêm dài lắm mộng, không muốn yêu lâu nữa. Kể đến đây thì cậu hàng xóm lại như quá xúc động mà không nói thành lời. Chị Quyên xem chừng sốt ruột quá liền chen vào một câu. Nhưng chuyện như thế thì liên quan gì đến nỗi khổ của chú chứ? Lẽ ra chú phải thấy may mắn vì có cô Hoa yêu thương và nguyện xóa vết thương lòng cho chú còn chú phải trân trọng cô ấy mới đúng chứ quang làm bộ mặt rất khổ tâm một hồi sau cậu ta mới trả lời nhưng mà sự thật là vi không hề lấy đại gia nào cả chị ạ à. vì cô ấy bị ung thư mà biết rằng không thể sống trên đời được lâu nên mới để cho em hiểu lầm mà như vậy từ bỏ cô ấy sau này vi cũng không hề hóa chị hay dùng thuốc là bởi vì cô ấy phát hiện có thai với em nghe quang nói thế thì cả em và chị Quyên đều ngạc nhiên đến sửng sốt. Tại sao chứ? Mọi chuyện lại thành ra thế này. Rồi chị Quyên lại hỏi cậu hàng xóm. Thế làm sao mà cậu biết được chuyện đó? Quang lại trả lời trong nỗi khống khổ. Hiện tại, vì đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác kia, cô ấy sợ không thể gắng gượng được nữa nên tìm đến em cách đây một tháng và nói ra sự thật cũng như gửi gắm con gái cho em. Còn em cũng muốn nói chuyện này cho Hoa biết, nhưng vì sợ cô ấy sốc nên mới tạm thời giấu để tìm cách từ từ nói với Hoa sau. Không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra thế này. Bản thân em thấy mình tồi tệ khi để cả hai người phụ nữ của đời em chịu đau đớn và tổn thương. Các chị nói xem, em phải làm sao mới vẹn cả đôi đường được? Em thực sự không biết phải làm sao nữa. Em hiểu hoàn cảnh khó xử của Quang và nỗi thống khổ sằn vặt của cậu ta nên lại nêu ý kiến bây giờ chỉ còn cách là thuyết phục hoa chấp nhận đứa bé dù sao vi cũng không còn sống được bao lâu nên cứ thương cô ấy cho chọn đạo hiếu nha quang chị sẽ giúp chú nói chuyện với cô hoa chị quyên cũng hào hứng ừ phải đấy chuyện này chú cứ để bọn chị lo có những chuyện chị em phụ nữ sẽ thấu hiểu và thông cảm hơn quang rối rít em cảm ơn các chị nhiều lắm được thế thì lương tâm em cũng thấy thanh thản hơn ạ à? em cũng biết hoa cũng sẽ ấm ức nhưng mà vi đã vì em như vậy thì em làm sao bỏ mặc cô ấy trong lúc này được cơ chứ em phải làm chọn đạo nghĩa với vi sau đó mới bù đắp cho hoa được ba người bọn em đang nói chuyện với nhau thì đằng sau có tiếng nói vang lên vậy anh cứ làm theo ý anh đi cả em và chị quyên cùng quang đều giật mình quay lại thì thấy hoa đã đứng ở đó quang sợ vợ giận thì hoảng hốt nói em bình tĩnh chưa đừng giận nữa em nghe anh nói có được không hoa bình thản đáp em nghe hết rồi cũng hiểu hết mọi chuyện rồi quang tròn mắt ngạc nhiên em chấp nhận ư hoa gật đầu đáp lại ừ trong tình cảnh thế này thì không còn cách nào khác Mọi chuyện đã thế rồi Không lẽ em còn ghen với kẻ sắp chết hay sao Anh cứ nói chị ấy yên tâm Em thương con bé như cô tít Nếu chị ấy cần giúp đỡ Thì cứ nói với chúng ta Em cũng không tính toán nữa Qua nghẹn ngào như sắp khóc Cảm ơn em Anh nợ em rồi Anh hứa sẽ dành cả quãng đời còn lại Để bù đắp cho em Hoa cười rất hiền hậu Chuyện đáng thế mà Em cũng nói vài lời tốt đẹp để cổ vũ tinh thần của hàng xóm cô đúng là hiểu chuyện và rộng lượng quá cô đáng được hạnh phúc cứ xem như là sông bão cuộc đời đi qua cơn mưa trời lại sáng thế là mọi chuyện tưởng tồi tệ lại kết thúc tốt đẹp sau đó em và chị quyên cùng cả nhung nữa bọn em ai về nhà nấy lúc về nhà em có kể chuyện đó cho chồng nghe huy thản nhiên bảo anh biết chuyện cô vi rồi Hai anh em ở cùng xóm từ bé cho tới bây giờ Thế nên Quang có người yêu Rồi chia tay Cũng tâm sự với anh Rồi khi Vi mang bầu Anh cũng biết Nhưng Huy lại nghĩ Cô ấy có thai với chồng Ngay khi em nói đứa bé đó Là con của Quang Thì chồng em lại thở dài Mà cảm thán một câu Số phận thật chớ trêu Em tiện miệng Hỏi chồng một câu Anh cũng rất thương Vi phải không Huy không trả lời mà lại nói lúc nào em thu xếp rồi chúng ta đi thăm cô ấy nhé vi và hoa đều là những người phụ nữ thật cao thượng cái ngõ nhỏ xa trung tâm ấy của bọn em lại trở về cuộc sống yên bình hoa cũng đã đón bé na đến nhà thường xuyên cũng coi như là để con bé quen dần với gia đình mới quan trọng là để đến khi tương lai phải đối diện với ngày không còn mẹ thì dễ thích nghi hơn em nghe thấy cũng thật đau lòng nhưng mà con trẻ nó vô tư thật con bé nó ngây thơ nói con vui lắm vì con có bố quang có mẹ vi này rồi có cả mẹ hoa nữa ai cũng thương con hết con thích lắm quang ôm lấy con bé đỏ mặt vì chẳng biết nói sao ngay cả đến hoa cũng phải gượng cười tất cả bọn em đều sợ đến lúc vi không chống chọi được bệnh tật bởi vì cô ấy đã chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi người lớn đều đau xót cho hoàn cảnh éo le đang diễn ra trước mặt duy chỉ có trẻ con luôn ngây ngô như thế vì ngoài bé na ra thì cu tít cũng tỏ ra thích thú khi có bạn chơi nó luôn díu rít khoe với mọi người nhà con có chị na đấy xem ra nhân quả luôn báo chẳng sai gieo giống gì thì gặt giống đó khoan hãy đánh giá mọi việc quang làm tốt xấu thế nào bởi lỗi đôi khi cũng là bởi định mệnh nhưng mà mọi việc đều có nguyên nhân khởi đầu của nó có những điều trên thế gian này khó mà giải thích được nên người ta hay đổ cho tâm linh như là tại số hay là do duyên thời gian lại thấm thoát trôi đi cuộc sống ở cái xóm nhỏ vẫn diễn ra như thế em cùng chị quyên hoa nhung ngày càng thân thiết và hay qua lại với nhau huy nhiều lần hỏi em vợ em đã hiểu thế nào là tham vọng chưa bây giờ em hài lòng với cuộc sống của mình chưa hay là vẫn cứ thích những thứ bóng bẩy ngoài kia em nhăn mặt khó chịu đáp lại ý anh là sao anh cứ thích nói bóng gió những điều em chẳng hiểu huy nói thẳng toẹt anh muốn hỏi em là đã hiểu thế nào là chồng nhà người ta chưa hay vẫn mơ mộng viển vông nghĩ chồng thiên hạ tốt thứ em thấy chỉ là hình ảnh bên ngoài thôi em cười rồi tảng lờ mà nói anh đang tự phụ đó hả nói cho anh biết đừng có tinh vi nếu anh dám có hành động gì không tốt thì đừng trách em anh sống chuẩn thì cũng chỉ bình thường thôi nhưng mà sống lệch á thì chuyện lớn đấy em là em quyết không tha thứ thế nên anh đừng có mà tự phụ huy đáp lại một cách khó chịu em thật là ngang ngược nửa năm sau thì vi mất sau hai đợt hóa trị khi đó cơ thể của cô ấy đã quá yếu và không thể tiếp nhận được thuốc nữa hôm ấy trời mưa như chút người ta bảo rằng ai mất vào hôm mưa lớn là đã tận số cả mấy đứa bọn em cũng đi dự đám tang của cô ấy mà buồn thê lương hoa cũng tới đó lo hết thủ tục hậu sự cho người cũ của chồng còn quang thì ngồi bên linh cữu của vi cậu ấy không khóc nhưng nét mặt lại sầu tái tê em cũng nghe hoa nói trước đó vợ chồng quang và hoa đã xin phép nhận mẹ đẻ của vi là mẹ để tiện qua lại thăm hỏi suốt cuộc mọi chuyện lại thành ra chẳng ai biết trước được đến khi em và chồng đi về đến nhà thấy hai người cãi nhau to tiếng ở nhà đối diện đó không ai khác lại là mẹ chồng nàng dâu nhà bà hạ và cô sen mẹ và vợ cậu toàn Bà Hạ vốn là kẻ tranh chua Thế nhưng số kiếp run rủi thế nào Mà con dâu cũng không kém phần long trọng Nghe đầu cuộc chiến giữa hai người đàn bà Của hai thế hệ Khiến người đàn ông duy nhất trong nhà là cậu Toàn bất lực Hôm nay không biết có chuyện gì Mà bà Hạ nhớ con dâu Mẹ cha nhà nó chứ Không hiểu nó vía cao Hay là do nhà ta số bạc Mà vớ phải mẹ dâu Bà dâu À không Nó phải lên cái tầm cụ dâu Đúng là cái thứ vô giáo dục, con nhà vô học. Sen không nhịn mà đáp lại mẹ chồng với giọng điệu đầy thách thức. Ý mẹ nói cụ dâu nào thế ạ? À? Nhà này có mỗi con là con dâu thôi. Hay là mẹ lại nhớ những câu trước kia, bà nội mắng mẹ? Bà Hạ đỏ mặt tía tai. Tôi đang nói chị đấy, nhà tôi thật vô phúc mới có cái loại con dâu bố láo bố tuét, mất dậy nanh nọc như chị. Không ngờ sen không hề nao núng mà thủng thẳng đáp lại một câu nồi nào úp vung nấy mẹ ạ à? con láo toét mất dậy nanh nọng mới chịu được đứa con trai ham chơi phá táng lừa lọc của mẹ anh ta đang bám váy con đấy mà mẹ mắng con thì được chứ đừng động đến cha mẹ con bà hạ lại sửng cổ lên mắng con dâu này con trai tôi làm sao mà nó có hư hỏng cũng là do chị không biết khuyên bảo nó chị xem cái loại vợ như chị á Có phải vô dụng quá không Tôi còn chưa mắng thẳng mặt bố mẹ chị Là nể rồi đấy Sen chống nạnh Mà cãi lại mẹ chồng Chứ không phải là mẹ lúc nào cũng cưng anh ấy Như trứng mỏng à Người ta nói con hư tại mẹ Chứ ai nói chồng hư tại vợ bao giờ Bà Hạ cạn lời với con dâu Mà tức giận phồng mang trợn má mà than trời Ôi trời xanh Trông xuống mà coi xin ngài hãy vặn nanh, vận chết cái đứa đó cho con. Sen thấy vợ chồng em đã chứng kiến tất cả, nhưng cô ấy không hề tỏ ra xấu hổ hay cảm thấy có lỗi với hành động của mình. Sen ngủ nguẩy, bỏ vào trong nhà, mặc mẹ chồng. Đúng lúc ấy thì toàn về, cậu ta phi xe vào tận sân, rồi phanh kít một cái, với vẻ mặt hầm hầm nói với mẹ. Nhà cửa lại ầm ĩ rồi, cái nhà này lúc nào cũng như cái chợ ấy. Thế thì hỏi ai dám về Bà Hạ lại được thể mách tội con dâu Anh xem Cái con vợ trời đánh của anh kia kìa Nó còn đang trách móc Sao tôi lại đẻ ra cái loại như anh Để bám váy nó đấy Nó còn rủa tôi không biết dạy anh kia kìa Xe lại ngó đầu ra cửa Mà nói với mẹ chồng Thế sao mẹ không kể Là mẹ chửi con mất dạy Láo tuét, vô giáo dục Chứ kể cả trước mặt con trai mẹ Thì con cũng nói con trai mẹ bám váy con đấy con nói sai à là chồng là cha lo cho vợ con được cái gì chưa bà hạ định mở miệng chửi con dâu thì toàn khùng lên mắng thôi thôi tôi xin các người để tôi yên đi mỗi người nhịn một câu nói dứt lời toàn lên xe phóng đi mất chỉ còn lại mẹ chồng và nàng dâu nguyết nhau rồi mỗi người một hướng bà hạ thì chắc lại sang hàng xóm kể xấu con dâu còn sen thì bỏ vào trong nhà hôm sau đi chợ em gặp sen cô ấy chào em chị hiền đi chợ à mua được nhiều đồ cho chị em gật đầu khách sáo đáp lại ừ cô sen cũng đi chợ à khác hẳn với thái độ đanh đá hôm qua sen vui vẻ lễ phép vâng ạ thấy cô ấy cũng dễ gần nên đến khi về cùng em mới nhẹ nhàng khuyên hôm qua nhà em có chuyện gì à làm sao lại to tiếng thế vậy là cô hàng xóm trẻ lại được thể kể lể mọi chuyện tại thằng chồng em chị ạ à. trước em thấy nó đẹp trai ga lăng nên ham mà vội vàng cưới bây giờ lộ ra toàn không những không tử tế mà lại chơi bời anh ta còn nợ xã hội đen tùm luôn bây giờ em chỉ muốn biết rõ anh ta đã làm những gì mà khó suốt ngày đi và hành tung bí ẩn rồi mẹ chồng em suốt ngày bên con trai chằm chạp ấy em muốn ly hôn mà chưa tiện Chuyện cứ thế Cho tới vài hôm sau Thì Sen lại sang tìm em Lúc đó cũng phải cỡ 9 giờ tối Cô ấy nói Chị Hiền, chị có thể giúp em Cùng em đi tìm chồng em được không Anh Toàn đi từ hôm ấy chưa về Em biết vài điểm Anh hay đến chơi Em muốn đến đó, may ra gặp Hoặc biết tin tức Dù sao cũng là vợ chồng Em nghe thế Thì máu hóng hớt của em lại nổi lên với lại cũng thực sự muốn giúp sen nên em đồng ý mà đáp lại cô ấy chờ chị một chút chị vào báo tranh huy một tiếng rồi đi sen lại trầm mặc không nói gì còn em lại vào trong thế nhưng em không nói gì nhiều để chồng lo lắng mà chỉ nói với huy cô sen rủ em ra phố có chút việc em đi rồi về ngay anh cho con ngủ đi nhé như mọi lần huy ú ớ phản đối nhưng mà em vẫn cứ đi khi em định dắt xe ra thì sẽ lại nói rằng chị lấy xe em đi em rất sẵn ra cổng rồi thế là hai con đàn bà lại phóng vù vù trên đường lúc ấy bỗng dưng trời đổ bão gió thổi như muốn bay cả người trên đường lá cây từ hai bên rơi xuống lả tả cùng với bụi bị gió thổi cuốn lên mà tạt cả vào mặt em lo lắng hỏi Sen chúng ta đi đâu cô ấy chỉ đáp lại chị có theo em sau đó thì sen chở em đến quán karaoke có tên là mây hồng cô ấy dắt em vào trong khi đoàn người trong đó đủ thể loại từ thắt cà vạt công sở hay cắt đầu xanh đầu đỏ của bọn dân chơi mới nứt mắt khi bọn em vừa qua sảnh thì có đứa lễ tân chặn lại rồi hỏi xin lỗi hai chị đi đâu quán sắp đóng cửa rồi hôm nay trời bão lớn sen không nhịn được mà to tiếng nhưng em kịp ngăn cô ấy lại rồi nói với nhân viên bạn gái chị gọi tới đây Nên chị đến gặp một chút Chị sẽ ra ngay Không để hắn ta phản ứng Em kéo tay sen tới luôn Vậy nhưng mọi cố gắng đều là vô ích Khi bọn em nhòm vào tất cả các phòng Đều không thấy bóng sáng của Toàn Sau khi đã chắc chắn không có chồng ở đây Thì sen nói với em Đi cùng em đến vài quán nữa nhé Đã giúp thì giúp tới cùng Không lẽ bây giờ bỏ mặc cô ấy Vậy là em trả lời Ừ, chị đã nói giúp em mà. Sen không nói gì mà lại dẫn em ra cổng. Ngoài đường phố xá vẫn đang ồn ào bởi tiếng gió rít và lá rơi lả tả. Mọi người ai nấy chạy bão mà phóng trên đường vù vù với những tiếng còi xe in ỏi. Quán tiếp theo mà em và Sen đến có tên là Mimi Mark. Sen theo kịch bản nói với nhân viên lễ tân. Chồng chị bị say, anh gọi chị đến đón. Anh tên là Toàn, dáng người gầy nhỏ cứ dâu quay nón đi em em có biết anh ấy ở trong phòng nào không cô ta lắc đầu không chị ạ à, đặc điểm chị nói thì ở đây nhiều người như thế lắm mà em cũng không nhớ em lại nhỏ nhẹ nói với cô ta vậy em để bọn chị lên tìm nhé nhanh thôi chị hứa chỉ tìm để đón thằng em chị về chứ không làm ảnh hưởng đến quán của em đâu em yên tâm cô nhân viên đó còn đang ập ử ừ nhưng mà nhân lúc ấy em và sen lại đi lên còn cô nhân viên kia cũng không ngăn cản nữa vậy mà mọi cố gắng của bọn em đều không có kết quả khi ở đó chẳng có toàn thậm chí bọn em đã hát đi thêm hai quán cũng không có lúc này trời đã khuya phố xá cũng chẳng còn mấy dường như một trận mưa to sắp kéo đến mà ập xuống tới nơi huy đã gọi cho em mấy cuộc để hỏi đi đâu sao không về Sen thì tuyệt vọng nói: Chúng ta về thôi chị ạ. À. Em cũng đáp lại: Thôi cũng muộn quá rồi, chắc mai cậu ấy về thôi. Em đừng lo lắng quá. Sen lại im lặng, vặn tay ga để chiếc xe tăng tốc mà chạy đua với bão. Thế nhưng khi vừa đến đường sẽ vào nhà, thì Sen lại phanh kít lại, khiến cho chiếc xe lảo đảo, suýt nữa thì em ngã ra đường. Sen lại chẳng bận tâm mà thông báo một chuyện: Chị Hiền ơi xe của toàn nhà em kia rồi em theo hướng cô ấy thì chỉ nhận ra trong ánh sáng leo lét của đèn đường là chiếc xe của cậu toàn dựng ngay ở đầu ngõ bên trong rộng không quá 2 mét nhưng mà cậu ta đi đâu thì không rõ sen lại nói với em chị đứng đây để em vào xem sao không yên tâm nên em đòi đi theo nhưng mà xe của bọn em chưa kịp rẽ vào ngõ đã đâm phải chân của một người nằm bất động sen sợ hãi hét lên Em thì xuống xe và lật người đó lại Thật đáng thương khi người ấy là Toàn Vợ cậu ta lại không bình tĩnh được mà khóc Khi báo đã cận kề Giữa đêm khuya khoát Và nhà cửa đã đóng cửa then Thì chẳng có ai mà nhờ vả Em lấy hết sức can đảm Mà sờ lên mũi May mắn thấy cậu ta vẫn còn thở Không suy nghĩ nhiều Em hô hấp cho Toàn rồi thông báo với Sen Đừng khóc nữa Gọi cấp cứu đi Trong lúc này càng phải bình tĩnh không được hoảng loạn. Nghe em nói, cô ấy cũng nín mà run rẩy cầm điện thoại gọi cấp cứu. Alo, có phải 115 không ạ? Cho xe tới địa chỉ XXX. Có người bị bất tỉnh. Gọi xe xong, xe lại ôm chồng nước nở. Trong lúc chờ xe, em lại nhắn tin nói lại tình hình cho chồng. Huy giận dữ mắng em lo chuyện bao đồng. Nhưng mà sau khi toàn đến bệnh viện, thì Huy cũng đến đó mà nói với em, về đi. Để anh trực ở đây Xem có gì cần giúp đỡ Ngay lúc ấy thì bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra Rồi nói với bọn em Cậu ta bị sốc ma túy quá liều Mà lại phát hiện hơi muộn Nên có biến chứng Mọi việc giờ khó đoán trước lắm Em sững sờ Còn sen thì như điên Như dại vật vã Chỉ còn chồng em lúc này Im lặng Anh ấy an ủi sen Cô cứ ngồi xuống ghế chờ đi Cô hoảng loạn Cũng chẳng làm được gì đâu rồi anh lại dục em Vợ về ngủ với con đi Lỡ đâu nó tỉnh dậy không thấy bố mẹ Lại khóc thét lên Em không an tâm Nhưng vì lo cho con Nên cũng nghe lời mà đi về Sáng hôm sau Chị Quyên và cả Hoa nữa Cũng sang nhà em hỏi thăm Cả xóm này đều biết Toàn ăn chơi chắc táng Nhưng mà không ngờ Cậu ta lại hư hỏng đến thế Ba đứa đang bàn luận Thì chồng em gọi về anh thông báo một tin xét đánh. Toàn không qua khỏi rồi em ạ. À. Sen thì không bình tĩnh, nên anh giúp làm thủ tục để đưa cậu ấy về. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Hai người còn lại cũng nghe thấy những lời chồng em nói, trên mặt ai cũng vì thế mà hốt hoảng, hoang mang. Cuộc sống này thật là vô thường. Đám ma của Toàn diễn ra lặng lẽ, chỉ là bà con lối xóm tới viếng thăm cho đỡ lạnh lẽo. Tuy nhiên chẳng có thẳng bạn chí cốt nào của cậu ta mò đến thắp một nén hương cậu ta đi rồi để lại mẹ già con nhỏ bơ vơ và người vợ đang đau khổ không biết sen đang thương chồng hay thương cho phận mình mà việc toàn làm tốt nhất là khiến bà hạ cùng sen không cãi lộn nữa qua thời gian với đủ thứ cảm giác ghen tị ngưỡng mộ và thất vọng cho mấy người đàn ông hàng xóm lần đầu tiên em thừa nhận với chồng thì ra cái em nhìn là sự bóng bẩy bên ngoài trong lòng em tự nhủ sẽ hài lòng với bản thân hơn suy cho cùng trong lòng ai cũng có sự đố kỵ so bì bởi thế những thứ mình đã có lại luôn thèm thuồng thứ của người khác